Vâng, xin kính chào quý vị các bạn. Rất vui khi lại gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của PC Gaming. Thì đây là toàn bộ những cái linh kiện mà mình chuẩn bị bu cho một bạn khách hàng. Bạn ấy yêu cầu là có một cái cấu hình nó tương đối mạnh để có thể chơi được PUBG của một cách thoải mái nhất, cũng như có thể stream nhẹ nhàng hay gì đó. Thì đây là toàn bộ những cái linh kiện mà mình cũng phải đi kiếm một hai hôm mới có được cho bạn ấy. Thì cái cấu hình này thật sự mình cũng chưa hài lòng lắm, bởi vì nó chỉ đáp ứng được cái yêu cầu là còn bảo hành để chúng ta có thể yên tâm vì nó là hàng hãng thôi. Còn lại thì bởi vì cái giá linh kiện đợt này nó đang lên quá, đâm là mình cũng chưa thể, mình thấy nó chưa có cái gì đó chưa đã, chưa thật sự là cảm thấy vui, cảm thấy kiểu mới thỏa mãn khi bôi cấu hình này, bởi vì nó chưa tối ưu được giá. Chưa đối ứng giá thành thì mình có thể giới thiệu qua cho anh em một số cái linh kiện. Đầu tiên, cái con có thể thu hút nhất ở đây chính là con cạc màn hình. Anh em có thể nhìn đây, con này là con Colorful các bạn, Colorful này, đó là Colorful GTX 1060 bản 6GB các bạn nhé. Con này thì còn bảo hành khá là dài, đây các bạn có thể xem qua nó đây. Đó, mới mua năm 2017, bảo hành hẳn 48 tháng luôn các bạn nhé. Thế là chúng ta sẽ còn khoảng 3 năm bảo hành nữa. Đó, tháng 12 năm 2017, bảo hành 48 tháng, tức là chúng ta sẽ còn khoảng 3 năm nữa. Thoải mái, cho một bản 6GB. Tiếp theo, nhân vật tiếp theo cũng khá là quan trọng, đó chính là chiếc main. Thì vì bạn ấy cũng không có quá nhiều tiền ấy, đâm là mình chọn cái main nó cũng khá là lọt, bé tí xíu ấy. Cầm nó hơi lò tay so với cái con B55 trước thì trông khá là thua thiệt các bạn. Và cũng không, nói chung là không đủ tầm để sánh được với em ấy nếu mà xét về cái vật hình thức. Chưa nói đến phần cái hỗ trợ công nghệ, bởi vì cái em ấy thì ra đời lâu rồi thì có nhiều công nghệ không thể bằng con H110 này được. Đây các bạn có thể xem qua đây. Thì em này cũng còn bảo hành rất là dài các bạn ạ. À, các bạn có thể xem cái tem bảo hành này. Đấy. Bảo mới mua năm 2018 luôn nhé. Quá mới, không có gì phải nghĩ nữa rồi. Tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em, đó chính là thanh da G-Skill. Bản tản nhiệt khá là đẹp. Màu đỏ rất là thu hút các bạn nha. Và em nó cũng còn bảo hành. Đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì em nó bảo hành ít hơn. Em nó chỉ còn bảo hành hơn năm thôi. Đây các bạn này, mua 2016, 2017, 2018, 2019 là hết bảo hành. Tháng 6 năm 2019 hết bảo hành. Đó. Tuy nhiên thì RAM cũng G-Skill cũng khá là bền nên chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều lắm các bạn nhé. G-Skill bản tản nhiệt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một linh kiện khá là quan trọng mà mình chưa các bạn thì lấy được cái. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái linh kiện khá là quan trọng mà các bạn đã thắc mắc khá là nhiều từ nãy giờ. Đó chính là con chip bộ lão của chúng ta. Các bạn nhìn đây thì các bạn có thể nghĩ đó là con còi lầm 7400, nhưng thật ra không phải, đâu mình mua cũ mà. Nó không có hộp, người ta lấy cái hộp này người ta nhót nhét vào thôi. Chứ thực ra em nó không phải là i5 đâu. Để mình mở cho các bạn xem nhé. Mình nào con đi cho các bạn nhìn. Đấy, đây các bạn nhé. Đấy, nó là chỉ con coi 37001 thôi các bạn ạ. Thì con này nếu mà xét về hiệu năng thì nó không thể là bằng con 8001 được. Tuy nhiên thì bây giờ 8001 nó quá là đắt và mua cũ thì cực kỳ hiếm, nên mình đành phải mua con i3 7001 này.
Tuy nhiên tuy nó chỉ là i3 7700 thôi nhưng mà nó cũng khá là đắt và khó kiếm. Thì khá là đắt và khó kiếm các bạn ạ. Thì thế là mà mình mới nói với các bạn là con này thì nó chỉ tối ưu được về phần là máy đồ còn mới thôi, còn bảo hành thì yên tâm thôi chứ nó không tối ưu được về giá. Cả cái combo này RAM thì là 1,7 triệu, thanh 8GB, main thì 900.000 à 950, chip thì là 2.950.000, cả màn hình thì là con này là còn bảo hành và bản 6GB thì đó là 4.650.000 các bạn nhé. Tiếp theo là ổ cứng Toshiba Western đen 500GB và còn bảo hành cũng khá là dài các bạn ạ, mới tinh, còn bảo hành khoảng 2 năm nữa. Cái này nó bảo hành theo series mà nó không có cái tem ấy. Tuy nhiên thì hàng cực kỳ mới các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp tất cả nó vào để chúng ta sẽ stream thử một số cái game trên Facebook thôi nhé, chứ mình không stream trên YouTube được các bạn nhé. Rồi các bạn chờ mình một chút, mình sẽ lắp tất cả lại vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sau khi là hình hụt lắp ráp, anh em có xem sau khi hình hụt lắp ráp xong thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần test livestream với cấu hình này trên mấy cái game hot hiện nay như là PUBG hay là GTA 5 các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu live luôn, hay mình live trên Facebook của mình ấy. Thì, mình để chế độ chắc là quên không chỉ chế độ riêng tư rồi lại đó, mình test cho mình chỉ để chế độ thứ tư thôi các bạn nhé. Rồi anh em nha, chúng ta sẽ các bạn có thể xem lại qua cái cấu hình của nó đây các bạn nhé. Đó, i7 7100, main H110MSI, RAM 8GB, graphic 1060 colorful bản 6GB các bạn nhé. Ok, let's go, chúng ta sẽ đến với GTA 5. Đây hai tất cả các bạn nhé, chúng ta sẽ bắt đầu. Đây mình đang live qua cái điện thoại, chúng ta có thể xem qua cái điện thoại mình đang live trực tiếp này. Để cao cho các bạn nhìn nhá. Thôi cái này mình sẽ trích ở trong Facebook của mình ra cho các bạn xem nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Cái này mình đang để nó setting các bạn nhé. Nhìn này cực kỳ đẹp, sắc nét. Cái này nó cái độ chi tiết nó cao hơn so với các cái trước khá khá đấy các bạn. Tuy nhiên cái FPS này nó không bằng cái con 1070 đâu. Không con này chỉ được 80 FPS thôi. Cái bù hoạt động 100% rồi. Và bù cũng hoạt động gần 100% các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh nó cực kỳ sáng và đẹp, nó có tất cả những cái hiệu ứng ánh sáng rất là chi tiết luôn các bạn nhé. Con này là bản 6GB, chúng ta đang vừa chơi vừa livestream đấy. Mình sẽ stream trực tiếp trên Facebook thì hôm tới mình khi mình biên tập lại video mình sẽ cắt cái hình ảnh của trên Facebook để cho các bạn xem. Chim thì nó sẽ chậm hơn so với chúng ta đang chơi một chút. Đó, các bạn thấy đấy. Chúng ta chơi hoàn toàn mượt mà nhá. Và chim bằng con i3 7100 giờ cái con này nó chỉ có 2x4 luồng thôi chứ không phải 4x4 luồng như con i3 8100 đâu các bạn ạ. Nói chung là nếu mà chỉ chơi suông nên là chim những cái trò như này thì chắc là chẳng có gì khó khăn các bạn. Đang chỉ có 8GB thôi. Hình ảnh chi tiết và đẹp.
tất cả các hiệu ứng về chuyển động cũng như ánh sáng là có đầy đủ luôn, không thiếu một chút nào các bạn, không thiếu bất kỳ cái gì luôn. Tuy nhiên thì cái FPS này nó thấp hơn so với FPS của con 1070 khá nhiều. Con 1070 được 100 FPS, con này chỉ được 60-70 FPS với setting là 2 thôi các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua BOVG nhé. Mình lại hơi bận một chút nên chúng ta sẽ ghét nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với BOVG tiếp tục nha các bạn nha. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng nó đang báo là chúng ta đang live stream góc bằng này các bạn này. Vì mình live stream riêng tư nên không có người xem các bạn nhé. Còn mình live stream Facebook ấy. Ở lát mình sẽ nhảy xuống, mình sẽ cho các bạn xem cái setting của cái live stream của chúng ta đang thực hiện. CPU và GPU đang đều gần như 100%, 90% các bạn. Mình sẽ cố gắng sống lâu lâu một chút để chúng ta có cái live stream nó lâu hơn. Không biết các bác nào nhìn cùng không. Hình ảnh thì vô cùng sắc nét và đẹp rồi. Nó không thua con 1070 về hình ảnh, chất lượng hình ảnh là mấy, chỉ thua về FPS thôi các bạn ạ. Các bạn có thể xem setting nó ở đây. Rồi các bạn xem cái setting của nó ở đây nhá. Mình để là Ultra đấy các bạn ạ. Ultra và chúng ta đang live stream trực tiếp trên Facebook với FPS được phần tầm 70, có lúc 70 các bạn. Khá là êm ái và FPS tương đối ổn định các bạn nhé. Cấu hình này chỉ là i3-7100 thôi với 2x4 luồng và RAM 8GB thôi chứ không phải RAM 16GB đâu. Chúng ta vẫn đang live stream trực tiếp trên Facebook bằng cái phần mềm NVIDIA, nhưng mà chất lượng hình ảnh tuyệt vời, rất là đẹp, FPS tương đối cao và chúng ta đang stream ở mức độ là max setting nhé, không phải là high setting hay low setting đâu. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng livestream ở phần gần chỗ báo số mạng ấy. Lát nữa mình sẽ kiếm cái xe nào đấy để chúng ta có thể đi thử xem là nó có bị drop FPS hay không. Và chúng ta sẽ lên kiếm cái xe đây rồi. Máy này đi cho nó nhanh. Cái này mình chỉ test thôi nên chẳng may mà có chết thì anh em cũng thông cảm, thì mình bắn con này cũng bắn cái trò này cũng hơi gà. Đó. Chúng ta đang đi xe máy với tốc độ cao nhưng FPS vẫn rất ổn định các bạn nhé. Chưa thấy tụt FPS. Đây là chúng ta đang livestream chứ không phải là chỉ chơi suông các bạn nhé. AKM lại không ngắt được 88. Nói chung là khá ok anh em ạ. Mình không lắp được cái ngắm 8 ở đây chứ lắp được cái ngắm 8 ở đây thì tốt quá. Bốn mạng thôi. Các bạn có thể nhìn thấy ra có cả hiệu ứng ánh sáng và cái vệt xe rất là đẹp luôn đó. Cái xe láng bóng, láng cống, xe láng bóng cực kỳ đẹp. Nếu mà cái cả hình của mình nó thấp ấy thì nó không thể hiện nhiều cái hiệu ứng về ánh sáng như vậy. Cái cả này cấu nó cao hơn nó thể hiện được tốt như thế đấy, vì mình để độ phân giải ultra mà, nên là nó sẽ đầy đủ tất cả các hiệu ứng về ánh sáng cũng như là chuyển động. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng hắt lên cái xe kìa.
rất là ngon. Chết quá mà chưa chết được. Không lắp được cái ngắm 8 vào đây để thử. Có cái ngắm nó khác không? Không có cái ngắm nào. À đây rồi, có cái X2 đây rồi. Chúng ta sẽ thử con X2 nào. X2 thì chắc chắn cái nín này các bạn. Nó ngắm rất lét luôn. X2 thì nó chưa xa lắm nên là có thể là cũng chưa thua, nhưng mà ngắm rất lét à. Đó. Mình xem mình có nhặt được cái ngắm nào cao hơn không. Không nhặt được cái ngắm nào cao hơn các bạn. Xem nó như nào các bạn nhé. Rồi mình phải đi bây giờ đây mà mình làm quả điều đạn lổ cho nó đi cho nó nhanh. Rồi xin cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Nếu các bạn thấy cái clip này hay và có ý nghĩa thì nhớ like, comment cũng như chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.